Xin chào quý vị và các bạn ạ. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Chúng ta ngày hôm nay đang diễn ra chương trình hiến máu mùa hè nhân ái. Hiện tại thì thời tiết ở khu vực Cầu Giấy đang có mưa. Tuy nhiên thì cũng rất nhiều người đã đội mưa để đến tham gia hiến máu. Như các bạn đã thấy thì hai ngày cuối tuần, ngày hôm qua và ngày hôm nay thì chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn tham gia hiến máu. Độc thân đánh đá, mưa mát ăn ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Xin chào Hoa Bất Tử. Xin chào Lê Đức Lâu ạ. Ngọc Oanh, khi nào Bắc Giang có đợt hiến máu áp thông báo trên fanpage nhé. Ok bạn ơi. Nguyễn Văn Long, đang hiến máu ở đâu đây ạ? Hiến máu ở Viện Huyết học bạn ơi. Hôm nay đông quá. Lê Thanh Hằng, ở nhà mình không thấy mưa. Chế gì chị nên đi ra ngoài đi ạ. Nguyễn Đại Dương, đông quá anh. Yến Nguyễn, MC siêu quá. Không siêu đâu ạ. Hôm nay vắng hơn đoạn nhỉ, hello. Chúc các bác sĩ ngày mới vui vẻ. Cảm ơn bạn. Tiếc quá nên em không tham gia được mọi người. Cho xem mặt ad lần đi nào. Xem mặt á. Đợi tí nhá, để đi ra chỗ nó Đíp đẹp đẹp tí. Đây có chỗ này đẹp cực. Giới thiệu với các bạn là đây là cái địa điểm check-in. Rất là đẹp. Xịn sò chứ ạ. Có cả bánh sinh nhật dành cho các bạn có sinh nhật trong tháng 6. Nếu như mọi người đến đúng ngày hiến máu, đến hiến máu đúng ngày sinh nhật của mình thì còn sẽ nhận được quà nữa cơ. Ồ, hôm nay là in ảnh à? Làm dịch vụ. Hội trường của viện. Cảm ơn mọi người. View đẹp quá. Ôi. Nhắc lên nữa. Không được anh ạ. Yếu lắm, bên chân nó yếu. Phải có cái gì chặn lên ở trong. Không, cái đấy cũng không được. Quay sang cái chân kia lên. Chặn cái bảng lên. Đây là cái đấy đúng không? Được. Thành phố Hồ Chí Minh có không? Hiền tài. Hóng được nhìn mặt admin quá. Ồ thôi. Quay cái mặt ra đây xong rồi mọi người lại tắt view, à tắt livestream hết. Vừa nãy cái này nó đang ở dưới. Cái phần này nó bị rơi lại. Nó vừa bị rơi phát. May không có ai ở đây. Em đang ở dưới tầng 2. Trần Thuyền ơi, anh Tùng. Tùng nào bạn ơi? Chương trình đang diễn ra tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trên phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội nhé. Thế Nghiêm, anh này là anh Chiến phải không anh Tùng?
Chắc thế bạn ơi. Đây. Đây là cũng là một admin của vết viện này ạ. Đây là một trong những admin của vết viện ạ. Không xem mặt ad. Đấy, mặt ad đấy còn gì nữa. Đây cũng là một admin nữa này. Một admin nữa của vết viện ạ. Xin mời anh Nguyễn Đăng Cường xem 75. Ad không trả lời, anh em rồi dỗi. Dỗi cái gì? Tôi vừa cho các bạn xem anh Tùng rồi còn gì. Đây là một admin nữa. Hôm qua thì vào đâu bạn ơi? Ảnh chụp hôm qua. Ảnh chụp hôm qua. Ở trên page viện không có hả bạn ơi? Ơ sao nhiều anh Tùng vậy? Đây này. Không biết. À, hôm nay thì các admin sẽ giao lưu cùng các bạn một chút. Các admin sẽ giao lưu cùng các bạn một chút. Các bạn có thể đặt các câu hỏi dành cho các anh chị thường xuyên chụp ảnh, viết bài, quay clip và upload clip lên lên page viện ạ. Nhớ viện quá. Viện có mấy ad? Thùy Trang và Phan Cứng. Ủa? Viện á? Viện có 1, 2, 3, 4, 5, 6 người bạn ơi. 6 người là thường xuyên tương tác với Facebook. Sao bên này rồi? Tay bên nào ngồi bên đấy? Không chuyển ra được. Nhìn bạn ý nhé, không nhìn anh nhé. Cuối tháng này ad nào lên? Ad mà lên thường xuyên với các bạn để nói chuyện trên livestream Facebook này chỉ có mỗi mình thôi. Lên Sơn La hả? Sơn La mình cũng không nhớ lịch lắm. Mạng lag quá anh Chiến ạ. Nghe giọng anh ấm quá. Ôi cảm ơn em. Sao toàn ad đẹp dai vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Trời nó sinh ra như vậy rồi em ơi. Trang Trần Thanh chưa đi. Chưa đến ngày đi hiến. Mới đi hiến hôm 21. Ồ, cảm ơn bạn. Giờ qua được không ad? Được bạn ơi. Qua cả ngày luôn. Từ giờ đến hết giờ chiều luôn. Các bạn có thể qua để tham gia hiến máu. Nhưng là qua càng sớm càng tốt. Hiện tại thì cũng đang khá là cũng hơi đông nhưng mà cũng không phải là đông quá. Cũng vẫn còn rất là nhiều giường trống như thế này. Mặc dù trong hội trường cũng có nhiều người, tuy nhiên thì vẫn còn những giường trống. Hôm nay đông ghê, cảm ơn mọi người. Nhiều khi đọc bình luận của mọi người thấy mấy EQ của các app thật là cao mới trả lời được những hỏi bán đạo của mọi người. Em cũng muốn tham gia đi em. Tham gia ngay vào luôn. Đây. Đây là hai ông app là admin đây. Đấy. Thả tim đi. Đấy. Gửi cho anh xem cái màn hình nào, có quay cái màn hình đấy. Các bạn livestream đang muốn xem cái ảnh mà em vừa chụp xong. Quanh ra ngang ra, zoom lên xem nào. Đấy, trời ơi. Nhưng mà hơi kiểu mắt rồi. Bạn nào muốn có ảnh như thế này nhá, cứ đến đây và tìm cái anh áo đen này. Đấy, đây là đặc điểm nhận dạng của bạn ấy nhá. Ai muốn có ảnh? Xin chào mọi người. Hôm nay tác nghiệp ở viện học thì bạn thấy không khí ngày hôm nay thế nào? Không khí cuối tuần sẽ đông hơn ngày thường. Đấy. Nhưng mà không khí rất là sôi động các bạn ạ. Vừa được chụp ảnh này, vừa được quay phim này, rồi lại còn tạo dáng các kiểu để selfie nữa. Rất là đẹp các bạn ạ. Ngoài ra các bạn ai mà chưa có người yêu này, nam chưa có người yêu, nữ chưa có người yêu, các bạn cứ đến đây, hàng nghìn cô gái, hàng nghìn chàng trai đang ngồi đợi các bạn. Đây có cô gái đang ngồi chờ mọi người đây. Cô gái này đang ngồi chờ mọi người đến đây.
chúc cả nhà thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Vâng, cảm ơn Mít Khờ. Quang Thụy đi hiến máu N cộng 1 lần rồi mà chưa dính lần nào được chụp ảnh. Số bạn thế nào? Đen thôi, đỏ quên đi đúng không? Cái việc gặp được các admin và được chụp ảnh cũng như là đưa lên báo ấy thì nó cũng là một phần là do duyên số các bạn ạ. Hoàng Tùng, Trang béo lấy chồng rồi. Hả? Trang nào? Trang nào béo? Đâu? Ad xin info hộ em, bạn vừa được chụp. À, xin info. Ô, bạn ấy đứng dậy rồi anh ơi. Bạn ấy vừa ngồi đây. Bạn ấy vừa ngồi đây nhưng mà bạn ấy đứng dậy mất rồi. Bạn ấy đi sang khu ăn nhẹ rồi phải em ơi. Sang khu ăn nhẹ xem thế nào nhá. Ở khu ăn nhẹ thì có những vách ngăn như thế này. Ngăn cái màn làm 4 phần để tránh cái việc các bạn tiếp xúc khi ăn nhẹ ở đây. Ok, bạn ấy đâu nhỉ? Ôi, cái bạn đâu nhá? Chả nhìn bạn đâu cả. Chưa, nhà vẫn còn nguyên đó. Hả? Lê Đồng chào tất cả mọi người. Wow, nhìn thích quá anh ạ. Có cả hoa nữa thì đúng. Có hoa mà. Đẹp không? Đấy, cái Trang ngồi giữa mà đeo kính hả? Chưa chồng. Ai chưa chồng? Trời ơi, các bạn nói chuyện gì vậy? Các bạn đang nói chuyện gì vậy? Mình không hiểu gì cả. Tự nhiên lại liên quan chuyện chưa chồng với cả có chồng ở đây. Ngoài ngoài các admin, các phóng viên, các cameraman của Viện Huyết Học thì cũng có rất nhiều các cameraman khác. Bác sĩ Tuấn. Hôm nay giao lưu với các bạn là chủ yếu thôi. Hôm nay thì không có nghệ sĩ, không có khách mời nào đến cả. Ngày hôm qua thì có rất nhiều TikToker đã đến, cũng có livestream trên TikTok. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì không có anh chị là người nổi tiếng đến với chương trình hiến máu của chúng ta. Cho hỏi tí là các bạn là fan cứng. Các bạn đang xem livestream. Chúng ta đã follow TikTok của viện chưa? TikTok của viện các bạn có thể search chữ hiến máu là nó ra thôi. Hiến máu gạch ngang Viện Huyết Học. Ở trên đấy thì có rất nhiều các thông tin bổ ích, cũng như là các bạn có thể giao lưu với các admin trên đó. Em đang hiến tiểu cầu nề át, ở đi sang khu tiểu cầu tí nhỉ. Diễm Quỳnh, em chào anh đang nói và tất cả mọi người đang hiến máu. Vâng, chào Diễm Quỳnh ạ. Dạ rồi anh. Đỗ Ngọc Trang á. Rồi bạn ạ. Em chưa. Đi sang khu tiểu cầu tí nhé bạn nhá. Bạn nào đang hiến tiểu cầu nhá. Chúng ta sẽ đi sang khu hiến tiểu cầu. Bạn nào vừa comment là em đang hiến tiểu cầu nhá. Bạn, cho bạn lên sóng luôn. Thấy át rồi, Đặng Việt 2 Đặng Việt Hải à? Đâu nhỉ? Bạn Hải giơ tay lên rồi.
Bạn Hải giơ tay lên xem nào. Không, ở đây mà. Đang ở khu Hiến Tiểu Cầu mà. Bạn Đặng Việt Hải đâu ạ? Giơ tay lên hộ mình cái. Giơ tay lên để lên sóng nào. Át đẹp dài không này. Em ở bên O. Bên O là như nào? Cái này có chia bên O bên nào không anh? Không đúng không? Bên O, bên Mi thì xem bên kia. Bên là máu. Đâu, ở bên nào? Tiếng ấy gì? Bên, bên O, bên... Đâu? Hai cái nào? Chưa O. Chân lên máu, O, bên O, bên Mi. Bên đội trường thôi. Bên tay phải á? Bên tay phải á? Wow. Đây là gì? Bên O, bên Y. À đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy. Xin chào, xin chào. Ngồi khuất quá, mấy anh đang đứng ở đây. Cho mình hỏi một chút là bạn hiến máu lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? Đây là lần thứ 23. Lần thứ 23 là hiến tiểu cầu. Vâng. Và cả hiến máu đúng không? Vâng, đúng rồi. Cầm tâm mọi người. Em có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình ngày hôm nay không? Cảm xúc hôm nay thì em có xem thì hôm nay có ngày lễ nên là em cũng quyết định đi. Chứ em định là có chương trình bóng lớn ở viện. Vâng, đúng rồi. Lần thứ 23 thì cái động lực nào khiến cho em đi hiến máu nhiều lần như vậy? Em là sinh viên y ấy. Nên là em đi bệnh viện thì em thấy bệnh nhân đầu tiên là bệnh nhân phẫu thuật thì cũng phải truyền tiểu cầu. Em học Y Hà Nội ạ? Dạ, em học Y Hà Nội. Hát đẹp trai không? Có bạn đang hỏi đấy. Hát đẹp trai không bạn ơi? Hát rất đẹp trai và rất cute. Không, không, không có đâu. Đấy. Cái lần đầu tiên em đi hiến thì có phải là khi mà em vừa mới vào trường đi không? Đúng rồi, em hiến ở trường ạ. Cái cảm xúc của lần đầu tiên hiến của em như thế nào? Bởi vì có rất nhiều bạn ở trên này ấy. Bạn ấy lo ngại, các bạn ấy chưa dám đi hiến. Đấy, bạn chưa bước qua được cái phần lần đầu tiên của mình. Đấy, thì em có thể chia sẻ cảm xúc lần đầu tiên của mình không? Lần đầu tiên đi hiến thì em chỉ thấy em hào hứng đi hiến thôi. Bởi vì cái đợt năm cấp 3 cũng có vận động nhưng mà cái lúc đấy em chưa đủ ngày ấy. Em chưa đủ tuổi ấy. Thì em cũng không đi hiến được. Nên là học em quyết định có ngày lễ phát ở trường tổ chức hiến máu em đi hiến luôn. À, đi hiến gặp các bạn tình nguyện viên giúp đỡ rất là nhiệt tình. Từ đấy đến giờ là cứ đều đều. Vâng. Đều đều để được 23 lần rồi. Vâng, đúng rồi. Ok, cảm ơn em. Thôi tiếp tục xem livestream nữa. Dạ vâng, vâng. Em xin chào. Hỏi mọi người khác nữa. Vâng. Anh hiến máu đẹp dai thế. Ui. Anh Bùi cả hai đều xịn. Mày xem comment không em ơi. Ok, chào Hải nhá. Diễm Quỳnh thay Nhật các ở bệnh nhân cảm ơn các anh chị và bạn Hải. À đây này, có bạn này cũng là bệnh nhân. Bệnh nhân, bạn ấy gửi lời cảm ơn Diễm Quỳnh thay mặt tất cả các bệnh nhân cảm ơn các anh chị và bạn Hải. Cảm ơn đích danh bạn Hải. Hai à, bạn này tên là Hai không phải Hải bạn ơi. Nãy là mình đọc nhầm. Anh ơi tháo khẩu trang đi không được bạn ơi. Nhưng ở trong viện thì sẽ không bao giờ được tháo khẩu trang bạn nhá. Giọng át ấm quá, vâng cảm ơn. Giọng mình cũng có thể ấm hơn nữa các bạn ạ. Mình sẽ giới thiệu với các bạn về việc hiến tiểu cầu một chút. Hiến tiểu cầu thì với so với hiến máu thì nó cũng tương đương nhau, giống như nhau ở cái việc là đều nhằm mục đích là cứu sống và chữa trị cho người bệnh. Tuy nhiên thì cái việc, cái thời gian hiến cũng như là cái cách hiến thì nó có sẽ đôi chút khác nhau. Các bạn vẫn phải khám và lấy máu xét nghiệm như bình thường. Tuy nhiên thì khi mà vào hiến máu thì chúng ta chỉ lấy máu vào một cái túi thôi.
Còn khi hiến tiểu cầu thì chúng ta sẽ được lọc, được tách lọc tiểu cầu ra và truyền lại các cái thành phần khác trong cơ thể vào lại cơ thể của mình. Thời gian mà hiến tiểu cầu thì kéo dài từ 60 đến 100 phút tùy vào sức khỏe này, số lượng tiểu cầu cũng như là cái lượng tiểu cầu mà các bạn tham gia hiến. Đó. Tiểu cầu máy dành từ một người cho như thế này thì rất tốt cho bệnh nhân. Cái hàm lượng tiểu cầu cũng như là các cái kháng thể kháng nguyên liên quan đến việc là truyền cho bệnh nhân thì rất là tốt. Tốt hơn hẳn so với việc là các bạn hiến máu sau đó thì tách cái đơn vị tiểu cầu từ đó ra. Tiểu cầu gặn tách từ máy như này thì được gọi là tiểu cầu từ một người cho. Ok, quay lại khu vực mùa hè. Quay lại khu vực của mùa hè như này nhé. À đấy. Ở đây có cái đèn livestream này. Ánh sáng đầy đủ luôn. Cho các bạn selfie ở đây luôn. À, ánh bùi, anh tia, trai xinh gái đẹp trong hội trường thì ok luôn. Xong rồi làm gì vậy nhỉ? Thì Trang áp cho mình hỏi ngu được không? Có. Át ơi, em muốn xin info bác sĩ Thành Luân. À, bác sĩ Thành Luân. À, các bác sĩ thì hiện tại ở khu khám ở dưới tầng 1. Tí nữa mình sẽ xuống. Lát nữa mình sẽ xuống. Nào, bây giờ đi xin info của các bạn. Ưu tiên như thế nào bạn ơi? À, anh hiến máu đẹp trai kia rồi. Dương búng, đâu anh nào? Anh nào nhỉ? Anh này á hả? Anh đẹp trai có người yêu chưa anh? Follow em đi anh Đặng Việt 2. Bạn 2 ơi, follow bạn Dương Bống đi kìa. Kết bạn với Dương Bống đi. Các bạn mà nên đôi thì át vui lắm đấy nhá. Thôi, đi xuống khu khám nhá. Dương Bống tinh mắt thế. Bạn 2 vừa nãy hiến tiểu cầu mà chúng ta được giao lưu ấy thì là bạn ấy đang là sinh viên của Đại học Y Hà Nội, bác sĩ tương lai đấy các bạn ạ. Cầu thang cú tay không? Cú tay xỉu luôn. Em chào anh ạ. Vâng, lên bếp điện xem live stream em. Ủa? Qua đây. Qua đây các bạn ơi. Hiến máu xong là xuống đây nhận quà các bạn ạ. Ở viện thì có góc chill lắm bạn ơi. Anh quay cá đây. Anh sắp quay cá đây. Cá thấy trời mưa cá lặn hết rồi. Chỗ này là nhìn thẳng lên rồi. Nhiều gấu quá. Có bạn nào đi hiến tặng gấu cho mình không nhỉ? Chắc là có bạn ơi. Kiểu gì cũng có. Chào chị Thủy, chào bạn Yến. Đây là cái backdrop check in. Cái backdrop để check in này. Có thảm đỏ này. V
Có việc đăng ký ngồi xa nhau này. Đây là khu khám. À đây là khu in phiếu. In phiếu đăng ký. Rất là đông người đã đến hiến máu ạ. Hôm nay ở đây đông quá các bạn ơi. Mít cờ, có anh đẹp trai nào hiến được máu, hiến máu nhận được gấu tặng cho em không nhỉ? Kìa, các anh đẹp trai đâu rồi ạ? Đăng ký đi ạ. Bác sĩ Luân á, bác sĩ Luân đang bận lắm. Anh nhìn thấy bác sĩ Luân rồi nhưng mà bác sĩ Luân bận quá. Thôi, để lúc khác vậy. Các bạn muốn xin info của bác sĩ Nguyệt đúng không ạ? Bác sĩ Nguyệt quay lại. À, theo chân bác sĩ Nguyệt, bác sĩ Nguyệt thì không bận bằng bác sĩ Luân. À, cho em xin info bác sĩ Luân thì không có bạn ơi. Đang theo bác sĩ Nguyệt đây rồi. Ship cho mình mấy bạn lên Sơn La. Quay đi gặp toàn trai xinh gái đẹp nha mọi người. Đấy, bạn hai bạn có ý kiến kìa. Chào bạn, mình có thể phỏng vấn bạn một chút được không? Hiện tại thì đang phát sóng trực tiếp trên fanpage của Viện Học Truyền máu Trung ương ấy. Thế thì cũng có rất nhiều các bạn cũng đang thắc mắc về cái việc là tham gia hiến máu của mọi người, ví dụ như là có đau không hay cảm giác thế nào ấy. Thì bạn có thể chia sẻ một chút cái cảm xúc của mình khi bạn tham gia hiến máu ngày hôm nay. Bao nhiêu rồi? Hôm nay mình hiến máu lần thứ tư rồi. Thì mình cảm thấy rất là vui vì được đi hiến máu ngày nay. Tuy là tình hình dịch bệnh nhưng mà mình vẫn mong muốn là được đi hiến máu nhân đạo để có thể giúp ích cho các ông bạn đang cần máu gấp. Và không, mình không lo lắng bạn ạ, vì các bạn ở đây các bạn có sử dụng các biện pháp phòng tránh khá là tốt và đảm bảo nên mình hoàn toàn yên tâm. Lời nhắn nhủ gì đến các bạn mà đang xem livestream nhưng mà chưa đi nó lần nào đó, hoặc là đang lo sợ điều gì đó? Các bạn hoàn toàn yên tâm và đừng lo lắng, vì là hiến máu là rất là hiến máu thì là khá là bình thường thôi, không có gì phải lo lắng cả. Và các bạn hãy xem thông điệp của mọi người là có rất nhiều người trên đất nước mình đang cần máu, thì mình có thể là giúp sức một chút ít nhỏ bé của mình để có thể là giúp một bạn một cứu một mạng sống khác. Thì nói chung là tất cả mọi người hãy thể hiện cái tinh thần đoàn kết của dân Việt Nam mình để có thể là hiến máu cứu người. Hôm nay thì bạn
mình gói hiện vật về cho con bé nhá, con nhà mình thôi. Dạ. Cảm ơn bạn nhé. Đó, bạn ấy cũng trả lời xong phỏng vấn thì bạn cũng đã hiến xong luôn. Chúng ta sẽ tìm một số các bạn tham gia hiến máu tiếp theo. Nàng kêu bản thân đã hiến máu chưa bao giờ, đã thiếu máu chưa bao giờ dám đi hiến. Sao nhớ viện quá, viện huyết học quá, bây giờ thì vượt từ tập tử nhất sinh viên. Chúc mừng Lê Đồng ạ. Trọng Thanh, chương trình này mấy ngày? Chương trình này diễn ra từ tuần rồi và hôm nay là ngày cuối cùng ạ. Tú Yên, em đi xếp hàng các thứ xong lên cân có 40 cân, buồn không nhỉ? Bạn còn ở viện không? Vũ Bích, em muốn đi hiến máu ạ. Hu hu. Nhớ Khâu. Đức Đức, ôi đủ ngày rồi mà không ở Hà Nội. Ánh Bùi, à anh ơi, bạn nam tóc ngắn khu chăm sóc. Bạn nam tóc ngắn khu chăm sóc. Right here. Bạn Ánh Bùi soi kinh thật đấy. Bạn áo đỏ hả? Áo đỏ. Đây á. Đây hả? Hay là đây? Em đi đâu hôm kia cậu? Đâu? Bạn áo đỏ, bạn nam. Áo đỏ. Tóc ngắn, tóc bạn này dài rồi. Ánh Bùi ơi, đâu rồi? Bạn nam tóc ngắn mà em bảo đó. Không tìm thấy đâu nhá, Ánh Bùi nhá. Em đang tiên lại đây yêu rồi. Ad phỏng vấn một bạn tình nguyện viên nam đi, ok. Vừa ngắm được một bạn tình nguyện viên. Như này đã phỏng vấn được chưa các bạn? Như này phỏng vấn được chưa? Thế xem bạn đang làm gì nhỉ? Em, anh phỏng vấn em một tí được không? Dạ. Anh đang live stream trên page của viện. Dạ. Cầm anh gái. À thôi được rồi, anh cầm cho. Em tên là gì? Em đến từ đội nào? Chi hội nào? Dạ, em tên là Hà Văn Tuấn ạ. Em đến từ đội máu trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ạ. Em đến từ chi hội 14 tháng 6. Ngày hôm nay thì tham gia hỗ trợ thì em hỗ trợ trong cái công tác gì? Em hỗ trợ trong công tác là viết giấy chứng nhận. Viết giấy chứng nhận và chuyển cái giấy chứng nhận này sang khu vực để mọi người đấy nhận đúng không? Đó. Ok. Em là sinh viên năm mấy? Đó, em là sinh viên năm 2 ạ. Sinh viên, bạn ấy là sinh viên năm 2 nhá. Các bạn có thể đặt câu hỏi và mình sẽ hỏi các bạn ý ngay tại đây luôn. Em có đang bận không? Đó. Nếu như mà có thể chuyển cho bạn khác chạy hộ để anh nhờ em một chút. Đó. Vì có một cái giấy chứng nhận ở đây thôi. Đó. Ok. Em đã hiến máu lần nào chưa? Dạ, em đã hiến máu 3 lần rồi ạ. Em hiến 3 lần rồi và cảm xúc của em khi mà hiến máu ấy thì khác gì so với cái lúc mà em làm tình nguyện? Cảm xúc của em thì lúc hiến máu thì nói chung là nó cũng có một cái cảm xúc chung là mình được hướng đến một cái công việc, nó là được hiến, cho một cái gì đó để cống hiến cho người bệnh và giúp ích cho xã hội. Đấy là một cái tinh thần chung. Còn đối với cả khi hiến máu thì mình được người trực tiếp mà truyền cho những đơn vị máu cho người bệnh thì em thấy là tinh thần tự hào và có một cái cảm thấy mình được hạnh phúc. Bạn Vũ Bích có thể hỏi là anh có người yêu chưa? Hiện tại em có rồi ạ. Ôi giời ơi, bao nhiêu trái tim tan vỡ ở trên live rồi. Thế là
Mít khờ, anh đẹp trai quá. Ánh Bùi lần này có tham gia hiến máu không? Bạn ấy hỏi bạn là lần này có tham gia hiến máu hay không? Dạ, sắp tới em có ạ. Sắp tới là ngày hôm nay hay là hôm khác? Hôm nay thì là em chưa, có thể là hôm khác. Vâng, chưa đủ ngày ạ. À, hôm nay bạn ấy chưa đủ ngày ạ. Cho nên là bạn ấy sẽ hiến vào hôm khác sau đấy. Ok. Có nhiều bạn xin info quá này. Nhưng mà thôi, bạn ấy có người yêu rồi nên là không cho nhá. Anh phỏng vấn toàn vào hoa có chủ. Ok, cảm ơn em. Bây giờ anh hỏi này, ở đây các bạn tình nguyện viên, bạn nào là hoa chưa chủ giơ tay lên. Đấy, thấy chưa? Thế cho nên là anh phó phỏng vấn các bạn đi đâu? Nhìn chỗ khác đây. Ok. Đấy. Góc này đã được chưa? Góc này đã được chưa các bạn? Khá là ổn rồi anh ạ. Chào em. Em cứ viết đi. Em viết xong cái giấy chứng nhận đó thì anh sẽ hỏi em một vài câu được không? Ok ạ. Ok. Hôm qua Duyên Hạ Duyệt hôm qua lên viện tình nguyện, tuy mệt nhưng vui. Ánh Bùi cho em gửi lời chào đến bạn nữ này anh ơi. Bạn Ánh Bùi vẫn chào em. Em cũng xin được phép chào lại chị Ánh Bùi ạ. Tâm Phạm đông quá, bao giờ mới đến được đây hả? Bạn đang ở dưới à? Đặng Việt Hai, bạn nữ xinh quá. Đấy, bạn ấy cũng là người giơ tay lên mà chưa có chủ đấy. Hai ơi. Nguyễn Văn Chuyên, chào anh ạ. Chào Chuyên. Fan cứng 1 cộng rồi. Chuyên dạo này có điều trị tại viện không ạ? Ôi, cứ hết giấy này lại đến giấy khác. Chưa kịp phỏng vấn thì bạn lại cầm tờ giấy khác. Thôi viết tiếp đi em. Nghĩ cũng tội nhưng mà thôi kệ. Một trong những điều mà chúng tôi rất là vui khi được làm việc và cộng tác cùng các bạn tình nguyện viên, đấy là cái sự trẻ trung của các bạn. Lúc nào cũng tạo ra một cái năng lượng rất là tốt, rất là tích cực cho những người mà đã đi làm và chịu cũng có một số áp lực giống như chúng tôi. Anh ơi, đến mấy bạn triệu 15-10 đi. Triệu 15-10 hôm nay được phân công khu vực nào ạ? Phan cứng 1 cộng là sao ạ? Nghĩa là trên phan cứng bạn ơi. Phan cứng là thường thôi. Phan cứng 1 cộng là trên đấy một tí nữa. Các bạn tương tác rất nhiều. Rồi, xong rồi đấy. Bây giờ không viết nữa đúng không? À, chưa. Đây là đang chưa dịch được để viết. Nguyễn Căn, tình nguyện viên thế này mà mình chưa đủ ngày đi hiến máu. Trời ơi. Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Em cũng không rõ nữa. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, nhưng mà đây là tỉnh thành phố. Không, nó không phải. Đâu đây, anh xem nào. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Tiền Châu, Vĩnh Phúc, Phúc Yên. Xã Tiền Châu. Thành phố Phúc Yên. Thành phố Vĩnh Yên chứ nhỉ? Phúc Yên lên thành phố chứ nhỉ? Nghĩa là lên thành phố rồi chứ nhỉ? Lê Phạm Lê Chiến Tuyến át trực tiếp đến mấy giờ? Át trực tiếp đến 10 giờ nhá, 15 phút nữa. Nguyễn Văn Chuyên, em tháng 7 mới vào anh. Đặc biệt hai cu te quá, át bị mất máu rồi át. Át làm em nhớ viện máu cũng giống mình quá. Nhớ thì lên đi bạn ơi. Rồi, xong, thế là xong rồi nhá. Các bạn ở trên này đang xin info của em. Anh nói thẳng luôn. Cho anh xin tên và năm sinh của em. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Phương Đinh. Mình sinh năm 2000 và mình đến từ đội máu ngoại ngữ thuộc trực thuộc chi hội thanh niên vận động hiến máu 0601 ạ. Đấy, có info chưa? Nghe thấy giọng chưa? Hả? À, đọc nhầm comment của em rồi. Xin lỗi bạn nhé. Comment nó trôi nhanh á, mình không kịp đọc nữa. Bạn ấy lại viết tiếp rồi. Em học đại ngoại ngữ nhỉ? Đội người Việt trẻ hay là đội quốc gia? Em là đội máu ngoại ngữ.
Ok ok, cứ làm tiếp đi. Anh sẽ không làm vướng đến công việc của em đâu. Còn rất nhiều các bạn hiến máu xong ở ngoài kia thì các bạn sẽ phải đứng ngoài đó để chờ cái giấy chứng nhận này. Nên là khu vực này thì các bạn phải viết thật nhanh tay. Đây là những người mà có chữ đẹp nhất, được chất lọc ra từ hàng trăm con người đang làm tình nguyện ngày hôm nay. Đó, các bạn có thể thấy ạ. Mình không thể quay được cái chữ viết của các bạn ấy là gì nữa. Cái khi mà các bạn ấy viết ra ấy, thì đó là thông tin cá nhân của người hiến máu. Nó có bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, như là số chứng minh thư nữa. Nên là mình sẽ không quay được vào cái giấy chứng nhận đó. Nào, cho anh hỏi em tiếp nào. Lúc nãy anh hỏi ai chưa có chủ ấy, thì em giơ tay. Em lại nhắc lại cho các bạn nữa là mình có người yêu chưa, là nhắn nhắc to rõ ràng à. Xin giới thiệu với các cậu là mình mới làm chuyện đấy một lần mà mình chưa có gì. Mình nhắc lại là mình chưa có gì ạ. Đấy nhá, chưa có gì nhá. Anh em à, con nó kêu quá. Xin info ad được không? Xin info của mình á? Thôi. Xinh gái quá. Ad qua khâu chăm sóc phỏng vấn đi, tí nữa bạn ơi. Rồi, cho anh hỏi thêm một vài câu nữa nhá. Cái cảm giác của em, cái cảm xúc của em khi mà em làm tình nguyện so với việc em làm, em đi hiến trực tiếp, thì nó có khác nhau nhiều không? Theo em thì nó cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng không, phải nói là nó khá là nhiều cảm xúc khi mà nếu như mà mình đi hiến thì cảm giác mình khá là vui. Khá là vui khi mà bây giờ em run quá ạ. Bạn ấy đang bị run bạn ơi. Phải run, hoặc là câu hỏi của mình hơi hóc búa. Câu hỏi này mà các bạn ở bên ngoài ấy, ở bên ngoài các bạn làm tình nguyện, các cái chương trình thiện nguyện khác ấy, các bạn sẽ trả lời được ngay. Đó, nhưng mà các bạn là tình nguyện viên nhà máu thì các bạn ấy vừa tham gia hiến máu này, vừa tham gia vận động hiến máu này. Thì cái cảm xúc của hai cái việc đấy nó cũng không khác gì nhau lắm các bạn ạ. Đó. Người yêu tương lai của mình đó, Lê Tiến Cường. Đừng hỏi kỹ nữa bạn. Đợi được phát người yêu, Đặng Việt 2. Anh giới thiệu với em nhé. Có một bạn là sinh viên năm 3, năm 4 gì đó của Đại học Y. Đã hiến máu, hiến tiểu cầu 23 lần. Đang ngồi, đang nằm bên khu tiểu cầu. Anh vừa sang nói chuyện với bạn ấy. Bạn ấy bây giờ bạn ấy đang đâu rồi, bạn đang nói cái gì nhỉ? Bạn ấy cứ khen em xinh từ nãy giờ thôi. Bây giờ em đi cùng anh sang một tí được không? Nhưng mà em đang làm việc rồi. Nhưng mà em đang làm việc và người hiến máu thì đang chờ giấy chứng nhận ạ. Hai ơi, hai tí nữa em qua đây được không? Anh định vị cái vị trí này nhá. Đây. Đây nhá, chỗ này là bên trên sân khấu này. Bên trên sân khấu này. Đây là cái màn hình này, cái backdrop này. Đó. Chỗ này nhá hai nhá. Bạn ấy ngồi giữa, áo đỏ. Chắc là em sẽ nhận ra thôi. Từ nãy giờ ngắm các bạn ấy như thế cơ mà. Ok. Chúng ta sẽ di chuyển qua khu vực chăm sóc. Nãy các bạn nào vào phỏng vấn khu vực chăm sóc đi. Chăm sóc. Ok. Chăm sóc. Xét kèo ăn chơi chung. Đó, các bạn nhìn là sau khi mà hiến xong nhá thì các bạn sẽ ăn nhẹ ở khu vực này, sau đó thì sẽ nhận giấy chứng nhận ở đây. Trần Du Huyền yêu nhau đi, yêu em luôn. Đặng Việt 2 tí em sang, ok sang luôn ạ. Hiến xong chưa? Sắp xong chưa? Bạn tình nguyện viên thì chắc là ngồi kia cả ngày cơ. Okay, 5 phút nữa là chương trình phát sóng chúng ta sẽ dừng lại. Chỉ còn 5 phút thôi. Các bạn có yêu cầu gì không ạ? Các bạn yêu cầu gì comment vào đây để chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu cho các bạn. Đông vui nhưng mà cũng không quên việc giãn cách bạn nhé.
Đây ạ. Các giường lấy máu được đặt ở xa này, xa nhau này. Em hiến hai đơn vị nên hơi lâu. Ok hai. Sao không thấy tình nguyện viên 512? Mình cũng không biết nữa, tình nguyện viên 512 hôm nay được phân công ở khu vực nào ạ? Soi bóng người yêu. Quầy yêu cầu phát sóng thêm. Cảm ơn Ánh Bùi nhá. Nhưng mà thời gian phát sóng nó cũng đến 10 giờ thôi. Bạn nữ áo đỏ rất xinh. Chuyện. Mỗi tội SH dưới ánh mai hồng cho bọn em ạ. À. Cho mọi người xem mặt anh đang nói chuyện đi. Thôi xem làm gì bạn. À, để phát sóng thêm thời gian thì bọn em kiếm người yêu. Thôi các bạn ơi, các bạn muốn kiếm người yêu ấy thì các bạn phải đến trực tiếp chỗ này. Các bạn phải đến trực tiếp đây để tham gia hiến máu thì mới có cơ hội cao được. Chứ các bạn cứ đi bảo là đi kiếm người yêu qua livestream thì làm sao mà kiếm được bạn. À, cho em hỏi bạn Hoàng Thị Thúy ở đâu? Ở đây không ạ? Hình như là có bạn ơi, chắc chắn là bạn Thúy ở trái đất thôi, không đi đâu xa đâu. Con gái nhà máu ai cũng xinh và mạnh mẽ. Cảm ơn bạn. Cảm ơn Thalassemy. Đức Phùng Đức Việt bị hạn chế đi lại không tham gia được, tiếc quá. Ồ. Ắt có gấu 1m7 không? Chắc là có, nhưng mà mình cũng chưa nhìn thấy. Phải trực tiếp mới xét kèo được luôn anh chị ạ. Làm quen trực tiếp luôn đấy, đúng rồi. Phải đến đây phải hiến máu đi thì mới có thể làm quen trực tiếp được, chứ còn ở trên livestream này thì mình nghĩ là không xét trực tiếp được đâu. Đấy. Các bạn 112 đang ở đâu? Chả biết nữa. Có rất nhiều anh chị đang check in ở khu vực bên này ạ. Anh là của nhóm gì đây ạ? 1983. Các anh chị là của niên khóa hay là sinh năm 1983 ấy? À, bạn Đặng Việt 2 có hỏi là có bạn nào là sinh viên Y Hà Nội không? Ừ. Y Hà Nội triệu 272. Triệu 272 không biết là hôm nay là có vị trí nào đây. Lát nữa mình sẽ hỏi cho. À mà thôi, để lúc khác hỏi cho. Phạm Công Trạng có Sê Cô Hải ở đó không? Sê Cô Hải á? Sê Cô Hải là ai ta? Background đẹp quá, hu hu hu. Đẹp chưa? Chất chưa? À, xin giới thiệu với các bạn, đây là bác sĩ Nghiêm. Bác sĩ Nghiêm chạy nữa rồi. Thủy Trang, năm nào cũng có mùa hè nhân ái hả anh? Đúng rồi bạn ơi. Mùa hè nhân ái thì luôn diễn ra vào tầm đầu tháng 6, khi mà bắt đầu mùa hè, khi mà bắt đầu thiếu máu. À, anh là bạn anh Cường. Em mày hiến nước em quay các bạn trong khi anh quên không gọi. Em phỏng vấn anh một tí nhá. Ừ. Ok. À, xin chào. Vấn anh chủ tịch câu lạc bộ. Có không? Anh gọi em đang phát sóng trực tiếp trên Facebook của viện. Hay quá. Có một nhóm là các anh chị sinh năm 1983 đang rủ nhau đi hiến máu tại viện. Các bạn có thể thấy đồng phục của anh chị đây ạ. Đồng phục của các anh chị đây ạ. Hãy cho anh. Anh ạ. Anh có thể đứng vào đây một chút được không ạ? Nhìn qua đây ạ. Được biết là ngày hôm nay thì các anh chị ở câu lạc bộ 1983 là có đến tham gia hiến máu đúng không ạ? Thì cho em hỏi là hôm nay mình vận động được bao nhiêu người đến tham gia ngày hôm nay ạ? Chắc là khoảng 20 người chứ. 20 người gì đấy, khoảng 20 người. Ở ngoài tham gia hiến máu thì câu lạc bộ có tham gia hoạt động thiện nguyện nào khác không ạ? Hiện tại thì mới câu lạc bộ mới thành lập được khoảng chưa được một năm, cho nên là trong một năm qua thì dịch bệnh cũng không đi thiện nguyện được.
Vậy thì toàn bộ thành viên của câu lạc bộ mình thì được khoảng bao nhiêu người hả anh? Khoảng gần 600 người. Gần 600 người. Và câu lạc bộ thì hoạt động vẫn mới thành lập cho nên là cũng chưa có nhiều hoạt động ạ. Ngày hôm nay thì khoảng 20 người đến tham gia hiến máu, thì với vị trí là người leader, người dẫn đầu mọi người ấy, thì anh có cảm xúc như thế nào, có thể chia sẻ cho mọi người ở đây được không ạ? Thực ra thì mình cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà tất cả mọi người cùng một trong một cái team 1983 ấy đều có một cái suy nghĩ giống như mình để mà cho những cái giọt máu cho đi. Cảm ơn anh. Hôm nay anh hiến máu lần thứ mấy rồi? Anh có hiến không ạ? Hiến máu lần thứ hai. Anh hiến máu lần mấy ạ? Anh hiến máu lần thứ hai. Anh cảm thấy thế nào? Anh cảm thấy về sức khỏe của mình này, về cảm xúc của mình này, về cái công tác phòng dịch của viện huyết học ạ? Mình cảm thấy phòng dịch ở viện huyết học thì rất là tốt. Về sức khỏe thì mình thấy mình khi đi hiến máu về thì mình vẫn thấy sức khỏe của mình bình thường và mình vẫn đi làm được, mà mình tập thể dục bình thường, ăn ngủ vẫn tốt. Nói chung về sức khỏe thì không vấn đề gì. Trước là mình lấy 350 và đợt này mình cũng lấy 350. Dự kiến thì cái kế hoạch lần hiến máu tiếp theo của câu lạc bộ mình sẽ diễn ra vào khoảng tháng mấy anh? Bây giờ là tháng 6 thì khoảng tháng 9, khoảng mùng 2 tháng 9 này đấy. Tức là mình cứ khoảng đầy đủ thời gian, chắc là khoảng mùng 2 tháng 9. Rất cảm ơn anh ạ. Rất cảm ơn anh, đó là những điều mà người bệnh rất là luôn luôn cần. Với những người hiến máu thường xuyên, cứ 3 tháng một lần, 3 tháng một lần chúng ta đi hiến máu. Hiến máu thường xuyên thì sẽ đảm bảo được cái lượng máu an toàn và tốt nhất cho người bệnh. Và xin cảm ơn anh ạ. Rồi, xin cảm ơn. Câu lạc bộ mình ở đâu vậy anh, nếu muốn tham gia câu lạc bộ? Câu lạc bộ đấy là câu lạc bộ của các anh chị sinh năm 1983. Đây này, các bạn có thể search Google. Đây ạ. Câu lạc bộ chuyên về chạy. Chuyên về chạy, đây là logo của các anh chị nhá. Đây là logo của các anh chị này, các bạn có thể tìm đó, và join vào cái các cái group đó. Hẹn gặp lại anh vào lần sau. Runner, 1983 Runner. Đây là một xe máu ạ. Các bạn đều là cùng tuổi hết. Xe máu đã được chuyển đi và rất nhiều bệnh nhân các bạn đang mong chờ những cái chuyến xe như vậy. Buổi live stream đến đây là kết thúc ạ. Xin chào tất cả các bạn. Em comment cũng kha khá nhưng chưa được rep. Xin chào Nguyễn Mai Linh. Đấy, rep em rồi nhé. Thế em kể ad nghe, hôm qua khâu em làm gần đóng thì bác sĩ Luân điều em lên tầng 2 tăng ca một mình. Hai khâu xong bác sĩ Luân đi về mất. Bác sĩ Luân. Bóc phốt bác sĩ Luân. Dạ, Thiên Dạ Nguyệt. Cho em chào bác sĩ Luân. Thiên Dạ Nguyệt đấy, hôm nay mày. Anh sẽ đi xuống cái khu gặp bác sĩ Luân, hỏi tội bác sĩ Luân cho em nhé. Đáng nghĩa là tắt live stream rồi nhưng mà phải đi xuống. Nghe em nói như thế bức xúc quá. Không thể nào để tình nguyện viên như vậy được. Đúng không em? Quý an nhất luôn. Hôm nay bác sĩ Luân không đi hả? Vâng. Chúng ta không biết gì cả. Không, em né góc rồi. Không. Chúng ta đi Thượng Thành. Đi. Bác sĩ Luân thì đi điểm khác rồi bạn ơi. Các bạn đang live stream ạ. Thì các bạn cứ đi tìm bác sĩ Luân. Có anh và bác sĩ Luân đi không? Anh hội trường hiến máu luôn nhé. Anh tố cáo bác sĩ Luân là ngày hôm qua thì bác sĩ Luân điều tình nguyện viên từ tầng 1 lên tầng 2 xong rồi đi về mất. Thế bạn ở trên tầng 2 bạn ấy một mình hai khâu luôn đấy. Thì bây giờ bác sĩ Khánh nhá, tiếp nhận ý kiến của bạn Thiên Dạ Nguyệt nhé. Đấy,
xin lỗi bạn. Xin lỗi. Không có gì cả. Không, nhưng mà bạn ấy tìm ấy chủ yếu là bạn ấy xin số điện thoại thôi. Bởi vì bạn ấy bảo là bác sĩ Luân là đồng hương này. Đấy. Anh đồng hương có đồng khói. Đồng hương với khói chứ gì. Rồi, cảm ơn các anh. Tiếc quá Thiên Dạ Nguyệt ơi. Hôm nay thì bác sĩ Luân đi một cái điểm hiến máu khác ở ngoại viện rồi và không có mặt tại viện. Đó. Ok nhá. Ôi hơi chóng mặt tí, sorry các bạn. Ok. Buổi phát sóng trực tiếp từ Viện Huyết học, chương trình hiến máu mùa hè nhân ái đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn có một sức khỏe thật tốt để tham gia hiến máu thường xuyên. Hãy nhớ thông điệp của tháng 6 năm nay, đó là giữ nhịp đập trái tim. Chúc các bạn thật hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.